hả? Mẫn à, cô muốn nói chuyện với chú của em chứ không phải là em. Bị lừa rồi. Ê, trả chú cái nhân chưa kìa? Mất rồi. Cái gì? Mất rồi? Hay là không muốn trả? Tào lao quá đi. Em đang ghen đúng không? Nói thiệt đi, cô Dự Hiền mà em yêu thương bao lâu nay sắp lên xe hoa buồn hả? Thôi mà ông cũng kỳ nữa. Tôi biết tâm trạng của ông nhưng mà là chú mình mà, mình phải trả cho chú chứ. Trời ơi, tôi thấy có gì đâu. Không tại ông không á. Ê, ê, tiên nhân người ta thì giữ đi, tiện đưa cho nó. Tôi chị có đưa đâu, tự nó giật mà. Xin lỗi nó đi. Chị, nó đánh mình nhá. Ủa Mẫn, nhận chú đâu rồi? Cảm ơn con nha. Ủa, sao tiên lại đưa nhân cho chú? Tôi biết ông đâu mà muốn như vậy đâu. Sao dễ dàng quá vậy? Sao mọi chuyện nó có thể đơn giản như vậy? Đúng rồi đó! Alo. Trời ơi anh Thắng ơi, em gọi anh hoài không có bắt máy, anh đang ở đâu vậy? Trời ơi mấy hôm nay em lo quá trời quá đất luôn á. Không có ngủ được luôn anh. Anh đang ở Singapore với gia đình của anh rồi. Anh đi Singapore là sao? Anh muốn dành những gì còn lại cho gia đình của anh thôi. Anh nói gì vậy anh Thắng? Sao anh nói cái gì mà nghe giống như là anh sắp chết vậy? Trời ơi anh Thắng ơi, tội nghiệp em lắm anh Thắng, em tin tưởng anh lắm. Em mới dồn hết, em đưa cho anh làm cái chuyện này mà bây giờ cú đầu tư này mà có chuyện gì là xong em luôn á. Anh đừng có nói gì em sợ nha anh Thắng. Anh à, anh tin đi em, nghe anh nói nè. Chuyện gì đến á, nó cũng sẽ đến. Cho tôi sao đi, nghe. Alo. Alo. Dạ, con chào cả nhà. Ủa sao con đây? Mẫn không ở nhà. Đi con. Ủa vậy hả cô? Ừ. Sao kỳ vậy ta? Con tính lại rủ Mẫn đi coi phim á. Bà nội. Ừ? Hay là bà nội đi coi phim với con nha. Bà nội không thích coi phim đâu, con bà nội già rồi. Tôi cũng ghét coi phim. Coi bệnh lắm. Dạ không có Mẫn ở nhà, vậy thôi. Con xin phép con đi về. Con về đi con. Ừ. Ủa sao ông lại chơi thêm chút nữa? Ba. Vậy hả ông nội? Vậy để con coi. Hay là con ở lại, con đợi Mẫn về. Con ơi, Mẫn đi đâu biết chừng nào nó về đâu. Thôi con cứ về trước đi nha. Dạ. Bữa khác ba chơi con. Con suy nghĩ lại rồi. Hay là bây giờ con đi về nhà. Hôm khác còn lại con chơi. Dạ. Con chào cả nhà, con đi về. Chào nhà, chào con. Con về nha bà nội. Về đi con. Rồi rồi con. Yeah. Ông đó nè. Đúng là cái mời lơi không à. Ba ơi mốt đừng có lỡ lời vậy nó nha ba. Ai biết nó ở lại. Ủa cái vé tôi đâu vậy? Trời, sao con lại lấy cái vé của ba con ăn luôn vậy? Con xin lỗi ba. Con xin lỗi ba. Nè con. Dạ. Bộ nhỏ này là bồ của thằng Mẫn hả? Never. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu mẹ. Thằng Mẫn nó còn nhỏ mà yêu đương cái gì không biết. Vậy chứ còn thằng Minh yêu Yumi đó là sao? Yêu hồi nào đâu, hai đứa nó chỉ là bạn bè thôi. Với lại bây giờ Yumi nó bỏ đi rồi đâu biết đi đâu đâu. Một thời gian nữa Minh thấy nào cũng quên con bé đó. Dạo này á mẹ thấy thằng Minh nó cũng vui chắc nó quên Yumi được rồi. Dạ. Ăn cơm đi.
tương vậy? Hả? Mày điên hả? Khô bún bắn nước tương mà cầm lên rồi. Ủa ba? Ngu, ngu, thị phạm, ngu. Bắt trước nó. Làm sao vậy trời? Anh. Ủa anh? Chưa ăn hết cơm đi đâu rồi con? Anh. Ủa đó. Ủa đó sao vậy con? Mẹ ơi. Sao? Ba. Nó sao vậy? Chồng con bỏ bữa rồi. Rồi rồi sao nó như người mất hồn là sao vậy? Con không biết nữa, tại sao chồng con bỏ bữa rồi? Mặt như buồn ngủ vậy á, lại nó đi ngủ á trời. Hay là nó mất ngủ hả? Con đâu biết đâu. Ngủ quá. Tự nhiên lấy chén nước tương uống cái ọt. Trời ơi, ơi bà vậy? Trời đất ơi, mình điên thiệt rồi. Sao tự nhiên dồn hết của cải vô trong đó vậy? Nguyễn Đức Hạnh ơi là Nguyễn Đức Hạnh. Chiến này chết rồi. Anh Thắng là người cẩn thận, không bao giờ đầu tư cái gì mà không chắc ăn. Yên tâm, đừng tự hồ mình. Trước sau gì mình cũng giàu thôi. Cười nào. Ê Minh. Minh. Gì? Cô Hiền đến tìm ông kìa. Thiệt không? Ờ à. Thiệt hả? Chứ đùa à? Là đùa đó. À, lâu quá không ăn đòn giờ thêm đòn đúng không? Nó chạy dữ vậy? Nè, cô Dị Hiền tới nhà gửi thư cho em nè. Mẫn à, cô muốn nói chuyện với chú của em chứ không phải là em. Bị lừa rồi. Ủa, nó đang diễn hả hay là... Mẫn ơi, em bị thiệt hả Mẫn? Đúng rồi. Rồi để anh để bông băng thuốc đỏ cho em nha. Uống ra đi. Mày Mẫn. Uống ra đi. Xin lỗi mày Mẫn. À. Hạnh ơi Hạnh à, con giữ cô voi giùm mẹ đi. Chút nữa mẹ nó tới đó con đưa cho mẹ nó. Mẹ có con chịu đi chút. Ở với bác hai chút nghe. Bà đi. Ở với bác hai đi. Không còn cơ hội cho con ở lâu đâu. Đấy. Bác hai biết con buồn vì chuyện bác hai nè. Nín con. Mẫn ơi, từ giờ này chưa chịu về nữa, không bắt máy luôn trời. Ôi, Mẫn về chưa? Kêu về lẹ lẹ đi tôi chọc con nữa. Thôi mà, ông đừng có chọc nó nữa, tội nghiệp nó lắm. Bây giờ nó bỏ đi rồi, không biết khi nào mới về nè. Không bắt máy tôi luôn. Thì kìa, kêu nó về lẹ lẹ đi chứ. Thôi mà, ông đừng có chọc nó nữa. Không phải, tại ông không biết đâu, tôi thấy nó tức, tôi mới thích. Thích cái gì? Hồi nãy tôi với ông lố quá. Bây giờ tội nghiệp nó, bây giờ nó bỏ đi luôn, nó chưa về nữa nè. Tôi đi trước đây.
Mẫn ơi, về đi mà, anh xin lỗi. Mẫn ơi Mẫn. Ê, hôm đó mà nãy em tao phải không? Thì sao? Thì hôm nay mày ăn đòn chút sao? Con bò thì vô đây. Thằng nào đụng tới thằng Mẫn, bước qua xe cá của tao. Mày thằng nào vậy? Tao là anh của nó. Anh em mình phải đánh tôi. Nè, đừng có giỡn đi nha. Anh, đi về đi. Em với chuyện của anh. Có thằng anh nào bỏ thằng em khi chân nó bị thương không? Không có nhiều nữa, anh đó. Dạ, chào cô chủ. Ủa con, Minh Mẫn rồi. Con không biết, ủa đi từ tối chưa về con. Sao giờ này tụi nó chưa về nữa ta? Anh đâu biết đâu, như kỳ. Anh, trời ơi, làm gì vậy? Anh đang ăn. Ăn cái gì nhả ra, nhai giấy kìa. Ăn uống cái gì kỳ cục vậy? Trời ơi. Nè. Chồng cô bị gì vậy con? Ô, chồng cô hỏi con đâu biết đâu.